Tâm sẽ hướng dẫn đến tất cả quý vị các bạn cách bó một cái bó hoa gói giấy các bạn. Thì tông màu của chúng ta ngày hôm nay là tông màu đỏ trắng. Thì nguyên liệu của chúng ta gồm có là hoa hồng đỏ và hoa cát tường trắng. Phần điểm phụ thì chúng ta có xương dẻo màu trắng và các loại giấy gói. Ở đây Tâm chỉ có hai loại giấy màu trắng và trắng xanh thôi. Có rất nhiều cách để chúng ta gói hoa. Thường thường thì hoa thì thường thường phải có lá, nó mới cân bằng được cái đẹp. Nhưng mà cái bó hoa của chúng ta ngày hôm nay thì Tâm không có sử dụng lá nữa. Cần đến nguyên liệu đó là băng keo sáp màu xanh. Thay vì khi bó hoa thì một số chỗ thì người ta sử dụng là bằng dây thun hay là kẽm hay là dây cuộn gì đó để cố định hoa. Nhưng riêng ở chỗ Tâm thì Tâm sẽ cố định hoa bằng loại keo sáp này. Cành hoa hồng chưa nở và nó có dáng thẳng hơi cao thì cái này Tâm sẽ làm cái điểm cuối cùng của cái bó hoa của mình. Kế tiếp cũng là một bông hồng nữa thì chúng ta lặt bớt lá đi, đừng để nhiều lá quá nó sẽ rậm không đẹp. Rồi một cành ngắn và một cành dài, Tâm sẽ chọc hai cái cành này lại cố định đó. Bông trên bông dưới cách nhau bằng một chiều dài của một bông nữa nha các bạn. Đây một hoa nè, từ đây xuống một hoa nữa. Và chúng ta sẽ cắt bớt. Do cái này thì không có cắm hoa cho nên chúng ta được quyền cắt ngang, không nhất thiết phải cắt xéo nha các bạn. Và chúng ta sẽ sử dụng băng keo xanh để định hình hai cái cành hoa chúng ta vừa mới chập lại với nhau. Không định hình ở dưới đây và cũng không định hình ở trên đây, mà chúng ta sẽ canh 1/3 của cái chiều dài của cái hai cành hoa này thì chúng ta sẽ định hình ngay chỗ đó. Tức là bông hoa này chúng ta sẽ chia làm 3 khúc. Thì 1, 2, 3 thì Tâm sẽ lấy đi một khúc ngay chỗ này. Đây. Và mình sẽ bắt đầu định hình lại ngay chỗ này nhé. Mình bắt chéo hai cành hoa lại cho nó có độ hở như vậy. Thấy không ạ? Bắt chéo, chập chéo lại như vậy. Rồi, canh chỗ khoảng 2/3 của cành hoa, chúng ta sử dụng băng keo xanh chúng ta cũng lại. Vừa quấn chúng ta vừa kéo nhẹ cái băng keo. Tại vì bản chất của băng keo này thì phải kéo nó giãn ra thì nó mới chặt được, nó mới phát huy được cái độ dính của keo. Thì các bạn nên nhớ một nguyên tắc rất là quan trọng trong cắm hoa, đó là dù gì đi nữa chúng ta cũng phải lặt hết các cánh xấu đi, sâu nè, xấu nè, bầm nè, dập nè. Nói chung là bất cứ cái hoa nào mà xấu đi thì chúng ta một là bỏ, còn nếu còn tận dụng được thì chúng ta phải lược bỏ tất cả các cánh hoa xấu đi, đừng để cho nó còn một cái gì xấu xí trên cái cành hoa đó. Thật ra tuy nó nhỏ lắm nhưng mà để lên cái tổng thể thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái tổng thể của một cái bó hoa của mình. Thì như vậy thì nó rất là uổng cho cái công sức của mình. Giống như có câu là một con sâu làm rầu nồi canh đó quý vị, nó nhỏ nhưng nó ảnh hưởng rất là lớn đến tổng thể của một bó hoa. Rồi đây là bông hoa thứ ba, Tâm cũng chập tiếp tục đây, cũng chập bắt chéo qua. Và bông hoa này sẽ thấp hơn, cũng tương đương với một bông hoa khoảng 3 cm đó các bạn, tương đương với một bông hoa nữa. Và Tâm sẽ chập ngược chiều qua, chúng ta sẽ tạo thành hình cánh rẽ quạt nha. Và chúng ta cũng lấy một cái điểm ngay chỗ chúng ta cố định keo hồi nãy á, chúng ta cũng chập ngay chỗ đó luôn. Ở đây chúng ta không cần đo chiều dài của từng cành hoa, mà chúng ta sau khi chúng ta đưa lên thì chúng ta mới cắt nha các bạn, không đo trước.
Rồi chúng ta giữ như vậy, chúng ta cố định, chúng ta lấy keo, băng keo xanh chúng ta quấn lại. Vừa quấn vừa kéo nhẹ ra nha các bạn. Rồi, chúng ta đã cố định được 3 cành hoa. Cố định bông hoa thứ tư nha các bạn. Và các bạn lưu ý một điều á, thì chúng ta sẽ làm theo cái chiều là từ búp cho đến hơi hé nở, cho đến dần nở. Và những cái bông hoa gần cuối cùng chúng ta sẽ lựa những bông hoa càng nở càng to hơn. Nói chung là theo cái chiều hướng nở dần á, càng xuống thì nó sẽ càng nở to hơn nha các bạn. Tức là bông này nở to hơn bông này, và bông này nở to hơn bông này, và bông này chắc chắn sẽ nở hơn bông này, và bông này ở đây là nở to nhất. Ở đây Tâm cũng đã lược bỏ các cánh xấu của cái bông hoa này đi rồi. Lá xấu thì chúng ta cũng bỏ đi luôn, cũng lặt bớt lá đi, đừng để nó nhiều quá, nó tạo cái hiệu ứng rậm không đẹp lắm. Rồi, đối với bông hoa này thì Tâm sẽ đưa nó vào cũng thấp hơn cái bông hoa thứ ba khoảng 3 cm, tức là một bông hoa nữa các bạn. Thì bông hoa này chúng ta sẽ không đưa ra trái, cũng không đưa qua phải, mà chúng ta đưa ngay giữa và chọc ngay giữa nha các bạn, đưa ra đằng trước được không ạ? Đó, bông hoa này chúng ta sẽ đưa ra đằng trước ha. Bông hoa đầu tiên là đưa thẳng nè, bông hoa kế tiếp là đưa mé bên tay tay phải, bông hoa tay trái thì đưa mé bên đây, còn bông này chúng ta chỉa về phía trước nha, chỉa về phía trước bằng cách là chúng ta cặp vào đây và thấp hơn bông hoa số 3, khoảng 3 cm, và cái điểm của chúng ta là cũng là một cái điểm từ đầu đến giờ, đó là điểm 2/3 của cành hoa dài nhất. Rồi Tâm sẽ cố định cái này lại. Rồi lúc này chúng ta mới bắt đầu cắt. Ở đây mình chỉ cắt cắt trước thôi, chứ thật ra chúng ta còn đo chiều dài chiều rộng để chúng ta còn cố định để cắt bớt cho nó đẹp hơn. Còn tạm thời thì chúng ta cứ canh cho nó bằng cái bông hoa đầu tiên mà cắt thôi. Rồi ở đây chúng ta đã có 4 bông hoa, thứ tự là từ thấp cho đến cao nha. Tức là mé bên đây thì chúng ta có thể thay đổi thành mé bên đây cũng được, không nhất thiết là phải mé bên đây mới là bông hoa thứ nhì nha các bạn. Bông hoa thứ nhì cũng có thể nằm mé bên tay trái, cũng có thể nằm mé bên tay phải luôn. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng sẽ lựa một cái bông nở nữa. Đây, đây cũng là bông nở. Tiếp tục chúng ta cũng sẽ cho nó thấp hơn cái bông hoa thứ tư khoảng 3 cm, tức là khoảng một cái bông hoa đó, khoảng đầu của một cái bông hoa này các bạn. Đây, thì bông hoa này chúng ta sẽ tiếp tục để mé bên chập mé bên tay phải của Tâm đây, và theo cái chiều hướng hơi nghiêng về phía trước, gần gần với bông hoa thứ tư nha các bạn. Đây, lá này xấu Tâm lặn nó đi. Được không ạ? Đây, cắt bớt nó đi. Rồi chúng ta sẽ cố định nó lại. Rồi tiếp tục như vậy, Tâm sẽ lựa một bông hoa nở nữa. Đây, đây cũng là một bông hoa nở. Và bông hoa thứ 6 này sẽ nằm mé bên tay trái của Tâm, đối xứng lại với bông hoa thứ 5 nha các bạn, và cũng thấp hơn bông hoa thứ 5 khoảng 3 cm. Đây, tức là thấp hơn khoảng một đầu của bông hoa đó. Ở đây chúng ta có 6 bông hoa nha, và đây là cái khói của cái bó hoa của mình đó quý vị. Nó có hình rẻ quạt nha, và so le tức là bông hoa
bông hoa này nó không đều với bông hoa này, là bông hoa này nó không bằng bông hoa này, tức là mỗi cái nó có sự chênh lệch với nhau, thì tâm kêu nó là so le. Khi mình cố định á, thì mình phải theo cái chiều hướng mà nó nổi ra phía trước nha. Mặt bên đây thì chúng ta sẽ cốp nó vào cái giấy rồi, cho nên chúng ta sẽ lợi dụng đưa ra một mặt phía trước và nổi lên một mặt phía trước thôi. Thứ nhất là để tiết kiệm hoa, nếu mà chúng ta làm xoay tròn hết á, thì bó hoa mình sẽ hoành tráng to hơn, thì đó là một dạng khác rồi, tức là dạng dạng tròn mà dạng khối á. Còn bây giờ chúng ta đang làm hoa dạng bó dài và một mặt nha các bạn. Nên nhớ bó hoa chúng ta chỉ có một mặt thôi. Nói một mặt cho các bạn dễ mường tượng ra. Còn khi chúng ta thật sự bó thì các bạn nên hiểu 3D là gì. 3D tức là chúng ta sẽ nhìn ở ba góc độ, thì nhìn ở ba hướng, thì mặc dầu chúng ta chỉ chừa một mặt nhưng mà chúng ta nhìn ở hướng mép bên đây, nhìn thẳng vào thì bó hoa mình vẫn đẹp, từ bên kia xéo vào thì bó hoa mình vẫn đẹp, và đặc biệt trực diện chắc chắn thì càng phải đẹp rồi, phải không ạ? Rồi, chúng ta đã tạm ngưng cái phần hoa hồng, chưa có dừng hoa hồng lại, nhưng mà tại vì chúng ta phải tạm ngưng hoa hồng lại để chúng ta điểm hoa màu trắng vào. Nếu mà chúng ta cứ điểm hoa hồng miết á, rồi chút xíu sẽ không còn cái chỗ trống để mà kẹp cái hoa cát tường trắng vào nữa. Cũng có thể kẹp được, nhưng mà nó chiếm những cái bông hoa của chúng ta, nó sẽ chiếm vị trí của cát tường đi, thì chúng ta sẽ khó mà phân bổ cái loại hoa của chúng ta. Rồi, bây giờ đối với hoa cát tường thì Tâm cũng làm tương tự như vậy, và đi theo cái chuẩn mà chúng ta đã làm rồi đây. Trong cắm hoa thì các bạn nên lưu ý là chúng ta mỗi lần cắm hoa chúng ta nên lựa hoa nhé, lựa cành như thế nào cho nó phù hợp với cái ý định của chúng ta. Thì đây Tâm lựa một cái bông hoa chưa nở, và kế bên là một cái búp, kèm theo đó là một cái đọt nữa. Tâm sẽ cắt bớt những cái xấu đi. Bông hoa trắng này Tâm sẽ kế bên cái bông hoa hồng đầu tiên, tức là kế bên bông hoa số 1 nha các bạn. Và chúng ta sẽ theo chiều hướng về phía trước nha. Đây. Tức là nó dưới cái bông hoa màu đỏ lúc nãy. Thấp hơn một tí xíu. Rồi. Chúng ta cũng quấn khoảng 1-2 vòng thôi, đừng quấn nhiều quá. Ở đây có hai bông hoa. Một số chỗ cắm hoa khác á, thì người ta sẽ lấy luôn cả hai cành hoa này. Riêng đối với chỗ Tâm thì Tâm sẽ bỏ bông hoa thứ hai, tại vì là hiện tại nó vẫn còn đẹp, nhưng nó đã gần tàn rồi các bạn. Nếu mà để ý thì nó đã nở rồi. Bây giờ nó đang trong quá trình mà nó già đi, nó chuẩn bị héo và tàn đi đó. Thì hiện tại nó vẫn đẹp, nhưng mà khi giao cho khách á, hoặc là chúng ta giao cho khách hàng của mình, hay là tặng cho người khác á, tới nó sẽ hư và héo đi, trong khi những cái cành hoa này nó còn rất là tươi. Như vậy thì bó hoa mình sẽ có một cái bông hoa nó bị hư, và chắc chắn giống như Tâm nói hồi nãy, một con sâu làm rầu nồi canh. Một cánh hoa mà nó đã xấu thì nó đã ảnh hưởng tới tổng thể của một bó hoa rồi. Còn ở đây thì có một cái bông hoa xấu thì còn gì phải nói nữa, nó sẽ làm bó hoa của mình mau chóng cũ đi, và nó mất đẹp, mất thẩm mỹ. Và đối với Tâm, cái cánh hoa cát tường này nè, nó sắp tàn rồi, cho nên Tâm không để nha, và bỏ nó đi. Rồi, cũng tiếp tục chúng ta cũng cho nó ra hướng phía trước một góc khoảng từ 5 cho đến 15 độ nha các bạn. Tức là một góc đứng như vậy, chúng ta sẽ nghiêng bó cái cành hoa của mình góc một góc từ 5 cho đến 15 độ. Và cái cành hoa này Tâm sẽ cho nó nằm kế bên và nằm dưới cái cành hoa lúc nãy. Ở đây thì Tâm hướng dẫn cho các bạn, thì Tâm làm từng cành, nhưng đối riêng với Tâm đã quen rồi, quen tay thì Tâm có thể chập rất nhiều 3-4 cành thì Tâm mới bắt đầu cố định một lần.
Nhưng ở đây thì Tâm hướng dẫn cho các bạn có thể là mới bắt đầu biết biết cách làm, thì cũng có rất nhiều cách bó nha các bạn, chứ không phải là đây là một cách bó duy nhất, có rất nhiều cách bó khác nhau. Ở đây Tâm chỉ hướng dẫn một cái dạng bó thôi, mà Tâm nghĩ thì Tâm thích cái dạng bó này, và còn có rất nhiều dạng bó nữa. Thì trong thời gian tới, có thời gian thì Tâm sẽ hướng dẫn cho toàn thể quý vị tham khảo nhiều cái dạng bó hoa. Tiếp tục như vậy, Tâm cũng sẽ lựa một cái bông hoa có chiều hướng nở hơn cái bông hoa chúng ta vừa cắm, và cũng thấp hơn cái bông hoa trắng chúng ta vừa mới đưa lên, đưa ra phía trước một góc cũng khoảng từ 5 cho đến 15 độ nha các bạn. Rồi, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ lấy một bông hoa nở hơn để chúng ta cắm dưới bông hoa trắng đó, và cũng hướng về phía trước nha. Ở đây có một chùm luôn các bạn, ba hoa. Mình sẽ không tách nó ra mà tại vì nó ngắn quá. Và ba bông hoa này Tâm tưởng tượng nó là một bông hoa bự, và Tâm sẽ cho nó nằm ở dưới thấp nhất. Có rất nhiều cách làm nha các bạn. Đây cũng là một dạng để chúng ta, nếu mà trong trường hợp không có hoa bự hơn bông hoa này, thì chúng ta cứ tưởng tượng đây là một bông hoa bự đi nha. Thì dạng giống như vậy vậy đó. Rồi, cũng nghiêng ra về phía trước. Rồi, chúng ta sẽ tạm dừng bông hoa trắng để chúng ta sẽ tiếp tục bó bông hoa đỏ nha. Cũng như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bằng bông hoa chưa nở và lập đi những cái cánh hoa xấu đi. Rồi, bông hoa này chúng ta sẽ lập bớt lá đi, cho nó nằm dưới bông hoa đỏ lúc nãy, cũng dưới khoảng 3 cm, dưới khoảng một bông hoa đó các bạn, cũng đưa về phía trước luôn. Chúng ta xem chỗ nào còn khuyết thì chúng ta đưa nó vào, và chúng ta sẽ cố định nó lại luôn. Rồi, tiếp tục như vậy Tâm cũng sẽ lựa một bông hoa khác, và chúng ta sẽ cho nó nằm dưới bông hoa chúng ta vừa mới cắm, cũng một đoạn khoảng 3 cm luôn. Rồi, bông hoa tiếp theo, coi chỗ nào trống chúng ta sẽ điểm vào một góc riêng về phía trước như vậy. Ở đây Tâm sẽ bắt đầu chặt một lần hai hoa để chúng ta cố định luôn cho nó đỡ tiết kiệm thời gian. Tiếp tục chúng ta sẽ bó đối xứng với hai bông hoa chúng ta đã vừa cắt. Đối xứng tức là sao? Chúng ta sẽ bó đối diện lại, và mặc dầu đối diện nhưng chúng ta cũng nên canh coi chỗ nào trống thì chúng ta mới điểm vào, và không nhất thiết là phải đối diện đối xứng, nhưng mà nó phải chiều dài nó phải bằng bên kia đâu. Chúng ta cắm dạng so le thì chúng ta cứ cắm thấp hơn bông hoa mấy anh đây, chúng ta cứ linh động, nhưng mà nó sẽ cao hơn bông hoa mấy anh đây. Đến lúc này thì chúng ta sẽ không sử dụng cố định một loại hoa nữa, mà Tâm sẽ thay đổi linh động coi chỗ nào trống. Ví dụ giữa đây là hoa đỏ nhiều không, Tâm sẽ lựa bông hoa trắng nào đó, Tâm sẽ điểm vào chỗ đó.
chúng ta cứ xen kẽ hoa trắng và hoa đỏ để chúng ta coi nè. Vừa làm chúng ta vừa ngắm coi chỗ nào trống thì chúng ta cứ đưa nó vào thôi. Đây cũng hay chỗ nào trống thì chúng ta tiếp tục đưa nó vào. Khi chúng ta cố định bằng dây keo sáp như vậy nè, thì chúng ta nhớ một lưu ý một điều là chúng ta hãy ráng cố định nó ở một đoạn ngắn nhất có thể, để chúng ta còn có thể cho cái phần hoa chúng ta xòe ra như vậy nè, rẽ quạt các bạn, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn khi mà chúng ta túm cái này lại á, thì hoa của chúng ta nó sẽ không còn rẽ ra nữa, nó sẽ mất đi cái độ phồng ra. Như vậy vừa tốn hao nhiên liệu mà vừa nhìn bó hoa mình rậm nó không còn đẹp nữa. Chúng ta cứ nhìn vào cái thực tế mà tự định lượng thôi. Ví dụ chúng ta canh chỗ nào còn khuyết thì chúng ta sẽ tiếp tục điểm cho nó hoàn thành tác phẩm của mình thành một cái hình rẽ quạt, bằng cách là chỗ nào đỏ nhiều thì chúng ta sẽ xen hoa trắng, chỗ nào trắng nhiều chúng ta sẽ xen hoa đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục điểm hoa trắng vào. Đối với cánh hoa này thì Tâm sẽ cắt bỏ đi phần ngọn. Cái phần ngọn của hoa cát tường á, nó hay quắn quéo, nó không đẹp, và nó cũng có màu xanh. Khi kết hợp với lá nó sẽ tạo cái hiệu ứng rậm, không thấy cái bức đó đâu nữa, và nhìn nó cũng không đẹp nữa. Nhìn bó hoa mình á, cái đọt nó quăng quăng như vậy nè các bạn, thì nhìn lên tổng thể như vậy nè, nhìn cái bó hoa của chúng ta giống như là đang bị héo vậy đó. Cho nên chúng ta hạn chế bỏ bớt đi những cái này. Các bạn mà không lưu ý thì để cái này vào, thì để vào không ai cấm cản chúng ta để cái này vào cả, nhưng theo Tâm nghĩ để nó vào nó sẽ gây cái hiệu ứng rũ rượi á, nhìn cái tác phẩm của mình nó có cảm giác là nó không được tươi tắn lắm. Thì chúng ta hãy lược bỏ nó đi, tại vì bản thân của từng cái đòn của cái hoa cát tường này nè, nó sụ sụ vậy nè, nó quăng quắn vậy nè, chứ nó không có đi thẳng như những cái khác. Thì chúng ta hãy cắt bỏ nó đi, và cũng theo cái cách như Tâm nói nãy, coi chỗ nào còn khuyết thì chúng ta điểm vào. Bây giờ nhìn nó ra dáng rồi đó các bạn, nhìn đẹp chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục phân bổ thêm cho nó trở nên hoàn hảo hơn, thành một cái tam giác hơi nhọn nhọn từ trên đây và rẽ quẹt ra phía dưới đây. Thì chúng ta cũng làm cách giống như chúng ta nói nãy. Đối với cành hoa này, Tâm cũng sẽ tiếp tục bỏ đi cái đọt của nó nè. Các bạn lưu ý nha, bỏ nó đi. Rồi, các cành hoa mà không có hoặc bị gãy thì chúng ta cũng bỏ nó đi. Lá thừa thì chúng ta cũng bỏ đi để chừa những cái đẹp nhất. Ở đây thì thay vì chúng ta sẽ tách ra, nhưng Tâm không tách ra, tại vì nếu tách ra nó còn quá ngắn, chúng ta sẽ không còn làm được nữa. Rồi, cũng như vậy chúng ta coi chỗ nào còn khuyết thì chúng ta điểm vào thôi các bạn. Trong cái cách bó hoa này thì chúng ta nên lưu ý một điều là trong lúc chúng ta thực hành cắm hoa thì chúng ta nên lựa hoa. Hồi nãy Tâm quên, thường thường nếu mà chúng ta để ngâm ở trong xô thì chúng ta sẽ dễ lấy hơn. Còn cái này là do cái thực tế là trước khi chúng ta tiến hành làm á, thì một bé học trò của Tâm nó đã thực hành trước, cho nên có sao Tâm sử dụng vậy. Nhưng mà đối với các bạn khi mà chúng ta mới bắt đầu tiến hành làm á, thì các bạn nên chuẩn bị trước cho mình làm sao cho dễ lấy hoa nhất có thể. Còn riêng Tâm ở đây thì Tâm cũng đã quen tay rồi, cho nên Tâm có thể một tay mà chúng ta bươi. Nhưng coi vậy thôi chúng ta nâng niu cành hoa lắm đó các bạn, chứ không có chứ không có mạnh bạo với nó lắm đâu. Thật ra Tâm rất là yêu hoa, coi như vậy thôi để cho nó tiết kiệm thời gian. Rồi, cũng theo cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta coi cái chỗ nào còn trống thì chúng ta tiếp tục đưa nó vào thôi. Rất là dễ các bạn, không có gì khó. Tâm đăng các clip cắm hoa lên YouTube á, thì có một số bạn á comment và có hỏi Tâm á là thường thường á cắm hoa là sử dụng khoảng
bao nhiêu bông hoa hồng, bao nhiêu bông cát tường, hoặc là bao nhiêu bông ly, Tâm ví dụ như vậy. Thì ngày hôm nay cho phép Tâm xin được trả lời các bạn đã hỏi những câu hỏi tương tự như vậy hoặc là như vậy. Tức là khi cắm một dĩa hoa, một bó hoa, một bình hoa thì chúng ta sử dụng bao nhiêu bông hoa. Thì thường thường ở tiệm hoa tươi đó thì có rất nhiều hoa, thì chúng ta cắm bao nhiêu được thì được, còn bao nhiêu thừa thì chúng ta cứ chưng lên đó thì tiếp tục bán tiếp thôi. Còn trong trường hợp các bạn mua hoa về nhà để chúng ta cắm thì chúng ta phải có cái tiên lượng bao nhiêu là vừa đủ để cho nó không thiếu và nó không có dư. Khi dư thì chúng ta sẽ không biết làm gì, mà thiếu giữa chừng thì nhìn cái tác phẩm của mình nó không có hoàn hảo, không đẹp. Thì ở đây Tâm sẽ trả lời câu hỏi này cho các bạn đã hỏi Tâm như sau. Thì trong cắm hoa, các bạn nên cố gắng hạn chế, đừng bao giờ đếm từng bông hoa trong cái tác phẩm của mình là bao nhiêu bông hoa cả. Làm cho tác phẩm của mình đẹp á, thì cũng phải biết tiên lượng là bao nhiêu nó vừa đủ. Ở đây Tâm không có nói là khoảng bao nhiêu hoa, nhưng các bạn nên lưu ý có một cái nguyên tắc, đó là cái người cắm hoa chúng ta phải linh động các bạn. Tức là bao nhiêu cũng đủ và bao nhiêu cũng sẽ vừa để nên một tác phẩm. Ít thì chúng ta sẽ làm theo ít, nhiều thì chúng ta sẽ làm theo nhiều. Trong trường hợp ví dụ bây giờ chúng ta lên hội thị kỷ mua một bó hoa hồng đi, thì nó bán là chỉ khoảng 100 ngàn đi, là khoảng 50 bông, tương đương với khoảng 2.000 đồng một bông. Trong khi đó các bạn mua lẻ ở các shop hoa tươi thì có một số chỗ bán 5 ngàn một bông. Thì trong khi đó các bạn mua 10 bông thì đã 50 ngàn rồi, 20 bông nó đã 100 ngàn. Như vậy thì chưa đầy phân nửa, tức là chưa đầy mới chỉ có 20 bông thôi mà nó đã chiếm 100 ngàn. Thì thay vào đó chúng ta cứ mua một lọn hoa hồng ngay tại ở chỗ bán sỉ thì chúng ta sẽ thừa được các nhiều, rất nhiều hoa hồng nữa. Thay vào đó chúng ta phải đi lựa từng cành hoa mà chúng ta vừa mắc nữa. Khi lựa một lọn hoa hồng vậy chúng ta sẽ có cái số lượng hoa lớn và nó vừa rẻ hơn chúng ta mua từng hoa. Vậy thì chúng ta hãy nên mua sỉ đi, đừng bao giờ mua cái dạng mà lẻ lẻ nha các bạn. Ở trong trường hợp chúng ta cắm ít hơn, ví dụ cắm ít hơn 100 ngàn chúng ta vừa nói, mà chúng ta cắm khoảng 10 bông hoa thôi, thì chúng ta hãy mua lẻ. Còn nếu mà chúng ta ước lượng là giống như Tâm vậy đó, cắm mà theo sở thích, theo đam mê, theo cái và chúng ta cũng hoạch định bằng cái chỉ tiêu của cái số tiền đưa ra đó. Ví dụ lúc chúng ta đi mua hoa thì chúng ta cũng đã biết tiết chế cái số tiền chúng ta mua là khoảng bao nhiêu là vừa. Do cái chỗ của Tâm là dịch vụ hoa tươi thì làm thì Tâm phải tính lời lãi các bạn. Ví dụ khi mua hoa, Tâm làm cái lẵng hoa đó cho khách là khoảng 1 triệu đồng, thì Tâm mua hoa thì chắc chắn Tâm không thể nào mua hơn 1 triệu. Mua hơn 1 triệu thì sẽ lỗ rồi. Lỗ thì vừa có tốn tiền công nè, tốn tiền xăng đi nè, rồi mà vừa phải bỏ thời gian ra làm nữa. Thì một cái người yêu hoa thật sự thì chắc chắn người ta không có tính lời lỗ đâu, miễn làm sao cho tác phẩm của mình nó hoàn hảo thì thôi. Nhưng các bạn nên nhớ mình làm dịch vụ nữa, mình không phải là cái người cắm hoa ở nhà không. Tâm nói là riêng chỗ Tâm, còn các bạn mà khi muốn chưng cho tại nhà mình á, thì cắm sao cũng được. Còn riêng đối với những chỗ làm dịch vụ như Tâm thì phải tính toán ở đây không bằng từng cánh hoa hồng, mà Tâm sẽ tính toán trên cái số tiền mà Tâm đã chi ra để làm sao Tâm vẫn có lãi các bạn. Nếu mà ngày hôm đó trúng vào các ngày lễ bông mắc quá thì Tâm cũng sẽ tiết chế lại. Ví dụ bây giờ thay vì mua một lọn hoa hồng mà ngày đó ngày trúng các ngày lễ bông hồng nó không phải là 100 ngàn một lọn mà nó lên 300 ngàn, thì thay vì giờ đó Tâm sẽ mua 10 hoa hồng thôi. Chắc chắn Tâm sẽ không mua một lọn nữa, tại vì mua như vậy nó sẽ thừa. Nó thừa thì mình vẫn cắm được chứ không phải là không được, nhưng bây giờ chúng ta mua vừa đủ thôi. Trong cái trường hợp mà hoa mắc, tức là cái người cắm hoa thì phải biết tiên lượng cái số tiền mình bỏ hoa
bỏ ra để mình còn thu cái lợi nhuận về nữa. À, hồi hồi đó mà lúc mà Tâm mới bắt đầu viết cắm hoa đó các bạn, à, Tâm cũng làm dịch vụ cho khách nữa, thì thật ra thì làm lỗ không à, làm cứ 10 lần thì cứ lỗ hết ba bốn lần rồi không có lời, rồi một hai lần gì đó nó quỵ vốn, lâu lâu lắm hơi hên lắm mới có một hai lần gì đó lời thôi. Thì càng làm về sau thì Tâm mới có cái hoạch định, cái kế hoạch. Nói chung là khi mình làm cái gì đó mình cũng phải vạch ra. À, lúc mình mua hoa thì cái dạng hoa này nè nó cũng giống như là rau cải vậy đó, thì người ta kêu á là đồ hàng bông, thì mỗi ngày nó có giá khác nhau hết. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta mua một lọn hoa hồng có giá là 100.000, nhưng có thể qua ngày hôm sau nó sẽ lên thành 250 một lọn, tức là nó sẽ hút hoa, nó sẽ lên bất tử vậy. Chỉ một ngày thôi, chỉ cách 24 tiếng đồng hồ nó đã có cái số tiền nó đã chênh hơn gấp đôi như vậy đó các bạn. Cho nên mình không có tính trước được, mà mình phải tiên lượng trong lúc mình mua hoa, làm sao để mình không có bị lỗ, giống như chúng ta vừa giống như mà chúng ta làm mà chúng ta lỗ rồi không có cái đồng lời á, chúng ta hơi buồn buồn, hơi bị nản đó. Thì đó là Tâm nói trong cho các bạn mà trong trường hợp kinh doanh thôi. Còn các bạn mà cắm hoặc bó hoa mà tại nhà, mình bó cái bó hoa này để tặng cho người thân của mình, thì mình không có cần tính lời lãi, mà chúng ta hãy tính cũng dựa trên tiền luôn. Thay vì chúng ta mua 10 bông lẻ vừa đủ cắm một cái bó như vậy mà nó hết 100 ngàn rồi, thay vì đó cũng số tiền 100 ngàn mà chúng ta có thể mua được một lọn hoa hồng, vậy thì chúng ta hãy nên mua sỉ. Đó là lý do tại sao Tâm khuyên các bạn nên dựa trên tiền để mà mua hoa, chứ đừng cắm hoa mà chúng ta đếm từng bông hoa. Như vậy thì nó rất là khó các bạn. Tại vì một số chỗ hướng dẫn cắm hoa người ta sẽ quy định là ngày hôm nay chúng ta cắm là 10 hoặc là 15 hoa hồng gì đó, thì thật ra thì cũng được chứ không có phải là không được. Tại vì trong cắm hoa này không có một nguyên tắc cố định nào cả. Ở đây là chúng ta làm nghệ thuật nha các bạn. Đây là nghệ thuật, không phải là toán học. Chắc chắn không có một cái chuẩn nào đưa ra bắt buộc chúng ta phải theo cái chuẩn đó cả. À, ai làm sao làm, Tâm thì thích làm như vậy. À, Tâm thích làm như vậy, các bạn được quyền làm theo dạng khác, miễn làm sao cặp mắt thẩm mỹ của các bạn, rồi cái khéo léo của các bạn, cách phối màu của các bạn sẽ cho ra đời cái tác phẩm đẹp thôi. Chứ không có một cái chuẩn nào quy định trong cắm hoa cả các bạn. À, còn hồi nãy giờ Tâm nói để cho các bạn nghe thì đó là Tâm chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Dạ, hoặc là các bạn chúng ta chưa có khái niệm gì về cắm hoa, hoặc là cũng như chưa biết cái dạng bó hoa, cái dạng bó như thế nào, có nhiều cách bó như thế nào, thì Tâm chỉ đưa ra trình bày ra cho các bạn tham khảo thôi. Còn cách làm thì mỗi người có một cách làm khác nhau, có nhiều bạn làm nhanh hơn mà dẫn ra một cái tác phẩm như vậy thậm chí còn đẹp hơn, mà có nhiều bạn có thể làm gấp đôi thời gian của Tâm mà không cho ra đời một cái tác phẩm đẹp bằng. Nói chung thì có rất nhiều cách làm. Ta sẽ cố định cái này lại nữa, rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại cái tổng thể này ở phía trước này nè, xem nó còn khuyết chỗ nào nữa, chúng ta sẽ tiếp tục điểm nó nào nữa để cho trở nên hoàn hảo hơn, rồi chúng ta mới tiếp tục làm cái phần tiếp theo. Thay vì chúng ta phải quay lại và chúng ta ngắm như vậy, ở đây chúng ta có kính, nhà nhà nào các bạn có kính á, chúng ta cứ đưa vào coi thôi, đỡ cái quay tới quay lui nó cực. Ở Tâm nó có kiến thì Tâm dễ quay hơn. Rồi, ở đây Tâm thấy thiếu hoa trắng. Ở đây bông hoa rất là ngắn các bạn, hoa này gãy nè, thì Tâm sẽ tận dụng hoa này cho nó nằm ở dưới. Thank you.
cái phần chính của cái tác phẩm chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ thay vì trong các bó hoa khác á, thì đến cái phần này chúng ta sẽ bắt đầu điểm lá, làm cái lá nền. Nhưng riêng cái bó hoa này Tâm không sử dụng lá, thì Tâm sử dụng bằng xương dẻo để tăng cái hiệu ứng cho nó sang trọng hơn. Tức là có nhiều cách để cắm hoa nha các bạn. Tức là đã không lá điểm, không lá nền thì chúng ta không sử dụng lá nền luôn, mà hãy sử dụng thay thế bằng cái này. Chứ thà chúng ta thay thế lá nền bằng cái xương dẻo dạng cán trắng như vậy nè, thì tông của cái bó hoa của chúng ta ngày hôm nay là tông đỏ trắng, thì cái phần xương dẻo này nè, nó sẽ tôn tiếp tục kết hợp với cái hoa cát tường trắng của mình á, nó sẽ tôn cái phần hoa đỏ của mình lên. Và cái bó hoa này nó có thể phù hợp trong nhiều trường hợp, ví dụ như là Noel nè, thì có tông màu đỏ trắng, thì cái cây xương dẻo này nó cũng có dạng giống như là cây để tuyết đông vậy đó. Thì cái bó hoa này là được sử dụng trong nhiều trường hợp, trong Noel là một nè, tặng cho các lễ khai trương nè, hoặc là tặng cho đại biểu chúc mừng sinh nhật, tặng người yêu gì cũng được hết. Tông màu đỏ thì theo cái châu Á của mình thì màu đỏ thì nó rất là may mắn các bạn. Thì đa số ngày cưới nè, rồi khai trương nè, cái gì mà đòi hỏi cái sự may mắn thì người ta thường thường sử dụng cái tông đỏ. Thì trong tình yêu người ta cũng sử dụng tông đỏ luôn nữa. Thì bó hoa mình hiện tại nó có thể ứng dụng được trong rất nhiều các trường hợp, mà không nhất thiết là phải tặng cho người yêu không, hay là phải tặng cho sinh nhật không, hay là bất cứ dịch gì trong nãy giờ Tâm nói thì đều có thể ứng dụng bằng bó hoa này được. Rồi cái phần xương dẻo này chúng ta sẽ đắp ở sau lưng, cái mặt ở phía mà chúng ta nãy giờ chúng ta không cắm đó. Và chúng ta sẽ làm cái xương đỡ, để đỡ cho tất cả cái bông hoa chúng ta nãy giờ á, nó không có bị lung lơ nó sụp về sau như là cái bông hoa này nè. Thì cái này là một phần là cái nền để tôn cái màu đỏ lên, cái thứ hai là để làm cái bệ đỡ để cho cái cành hoa của mình nó không có bị rớt ngã về phía sau. Thì ở đây Tâm sử dụng hai nhánh xương dẻo các bạn, thì nó rẽ lên phía trước như thế này. Thì đây cũng là một dạng như vậy là đủ rồi đó. Còn một số tùy theo cái cặp mắt thẩm mỹ của mỗi người thôi. Ví dụ mà các bạn cũng có thể Tâm nói là cái này hồi nãy em có nói rồi, đây không phải là toán học mà là nghệ thuật. Nghệ thuật thì không có một quy định gì bắt buộc, không có một cái chuẩn nào đề ra cả. Thì tùy theo cặp mắt cũng như sở thích của mỗi người thì sẽ cho ra đời một cái tác phẩm nó khác nhau. Cũng cùng một cái bông hoa nhưng mà các nhiều người cắm khác nhau sẽ cho ra đời nhiều tác phẩm khác nhau. Thay vì như thế này là cũng vừa đủ rồi. Nếu mà Tâm điểm tiếp tục điểm vào nữa cũng được luôn. Điểm vào đây cũng được luôn. Nhưng theo Tâm thì Tâm không điểm ở hai bên nữa. Tại vì nếu điểm như vậy thì cái phần hai bên của mình nó sẽ bung ra quá, nhìn cái bó hoa mình nó sẽ rất là rườm lượm thượm và nó không có sự gọn gàng. Một cái bó hoa hay một cái tác phẩm gì cũng vậy, một cái quần áo, một cái bảng hiệu, thì trên cái bảng hiệu đó cũng phải có chữ gọi là chữ chân phương đó các bạn, tức là chữ khô á, chữ không có nét mà uốn lượn. Và trong đó cũng phải có kết hợp cái chữ cái chữ uốn lượn để làm mềm cái chữ chân phương đó. Tức là một cái cứng một cái mềm ở đâu cũng vậy, để đó là cái nguyên tắc trong cuộc sống này để cân bằng cho nhau. Thì trong trang điểm cũng vậy, ví dụ mặt dài thì mình để chân mày ngang, trán cao thì mình để mái ngố, hoặc là khuôn mặt tròn thì mình lại đánh má hồng xéo, tức là mình sẽ làm những cái gì tương phản lại với nó. Theo Tâm đây thì Tâm không sử dụng ở hai bên, mà thay vào đó Tâm sẽ xen kẽ. Đây cũng là một cách điểm khác nữa nè các bạn. Tâm sẽ đưa nó ra phía trước nha, mời các bạn coi thử cách điểm này, nó cũng rất là đẹp nè. Tùy theo cặp mắt và cái sự thẩm mỹ của mỗi người mà làm thôi.
Rồi ở đây Tâm sẽ rồi chúng ta lựa chỗ trống, chúng ta xen kẽ nha. Rồi thay vì chúng ta điểm hai bên thì chúng ta sẽ điểm phía trước như vậy nha, được không ạ? Đó, nhìn cái bó hoa mình nó sẽ nổi lên, đây là một khối nổi nè, thấy không? Đó, nó sẽ giúp chúng định hình, nó sẽ chỉnh sửa những cái chỗ khuyết của cái nổi của chúng ta nè. Nhìn cái mặt nổi chúng ta sẽ có chỗ không đều đó, thì cái phần điểm này nó ngoài cái tác dụng là để làm mềm cái bó hoa của mình cho nó trở nên mềm mại đẹp đẽ hơn, và chúng ta cũng có thêm một cái tác dụng nữa là chỉnh sửa những cái chỗ nào mà khuyết điểm do cái quá trình chúng ta làm. Nhân vô thập toàn các bạn, và ở trên đời này không có gì hoàn hảo hết, chúng ta phải có một cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc tương đối. Làm cái gì cũng vậy, chúng ta hãy cho nó ở mức độ tương đối, gọi là chấp nhận được thôi, chứ đừng có soi xét quá thì cũng không tốt, mà ẩu quá thì cũng không tốt. Nhưng chúng ta hãy làm ở một cái chuẩn tương đối mà chấp nhận được, tức là nhìn vào chúng ta cảm thấy hợp nhãn, không có bị chê chỗ nào, mà nó cũng không quá lố. Nếu mà chúng ta cắm hai bên giống như Tâm nói nãy á, thì có vẻ là chúng ta hơi lợi dụng cái này quá đó, thì nó hơi lố đó, đó là lố đó. Rồi bây giờ coi cái chỗ nào điểm nữa thì chúng ta tiếp tục đưa vào. Do cái phần cắm hoa của chúng ta là cái phần bó thì nó hơi khít và chặt, và để tránh trường hợp dập hoa thì Tâm sẽ không xen kẽ nhiều, mà đối với cái này thì Tâm sẽ đưa nó nằm ở bên dưới luôn như vậy. Chắc chắn là không có để nó như vậy đâu. Chút xíu các bạn sẽ thấy cái công dụng của Tâm làm. Rồi tiếp tục sử dụng băng keo sáp cố định nó lại, do đây là cái cuối rồi cho nên Tâm sẽ sử dụng quấn hơi chặt chút xíu nha. Rồi đối với những cái xương này thì chúng ta sẽ sắp xếp nó lại, sắp xếp không cần cho nó ngay ngắn lắm đâu, mà chúng ta giống như Tâm nói nãy vậy đó, hãy lựa những chỗ nào còn khuyết thì chúng ta đưa nó vào bằng cách len lỏi đưa nó vào đây, xem kẽ đây. Cái nào nằm bên dưới được thì cho nó nằm bên dưới, cái này dính thì chúng ta sẽ tách nó ra. Rồi cái nào mà xen kẽ được thì chúng ta cứ cho nó xen kẽ vào, cái nào mà bên dưới thì chúng ta cứ làm bên dưới. Đó, đây có một cái tác phẩm đẹp quá các bạn ơi, thấy chưa? Đó, rất là thích. Rồi đây chúng ta đã xong luôn cái phần xương dẻo, làm cái nền của mình. Thay vì chúng ta sử dụng lá cũng được, nhưng mà ở đây Tâm muốn thay đổi một chút xíu bằng cái xương dẻo. Đối với cái phần xương dẻo này thì chúng ta sẽ xử lý sơ nó bằng cách là sử dụng ngón tay của mình nè, quấn nó lại, quấn cái đầu mình lại, kéo nó lên, tạo cái hiệu ứng xoăn tự nhiên. Đừng có xoăn quá, các bạn xoăn quá nó mất đẹp đó, cứ như vậy tự nhiên thôi. Chúng ta chỉ cho nó xoăn mấy cành phía trước thôi, không cần ở trên ngọn, trên ngọn chúng ta cứ để nó thẳng đi cho nó đẹp.
Rồi chúng ta sẽ lợi dụng thêm một cái nhấn xương dẻo này lôi ra phía trước để cho nó vào cái phần trong. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng kéo để cắt những cái kẽm mà nó lồi ra này. Đây, chỗ nào mà lồi xấu thì chúng ta cắt bỏ nó đi. Điện lên được rồi, chưa? Chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái phần lá điểm rồi, chúng ta sẽ đuổi cái này qua một bên nha các bạn. Ai không có dọn dùm cái này. Rồi cái này chúng ta sẽ để cho nó nằm như vậy xuống nha, để cho nó nằm tại đây đi. Tâm sẽ bắt đầu xếp giấy nha. Tại giấy như vậy Tâm cũng đã cắt ra làm đôi rồi nè. Đây. Đối với cái tờ này thì Tâm sẽ xếp lại, xếp hai lần. Rồi xếp ba lần. Dùng đồ bấm, bấm nó lại như vậy. Đây cũng vậy, một lần, hai lần, rồi ba lần. Không thấy cái vết bấm này, chúng ta sẽ tiếp tục cuộn thêm một lần và giấu nó ở phía sau. Rồi chúng ta sẽ đưa cái này ra, chúng ta sẽ xếp ly cái này lại nha các bạn. Xếp ly là xếp dúng đó. Thì các bạn nào muốn tinh tế thì chúng ta sẽ tiến hành như Tâm như sau đây. Chúng ta sẽ gập đôi lại, gập tư lại, gập tám lại, là chúng ta đã lấy dấu ở chỗ đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành gập nó lại đây. Sẽ có một cái hình cái quạt như vậy. Quạt ba tiêu á. À, còn nếu mà không gấp lại thì chúng ta cứ như vậy thôi. Như vậy giống như Tâm này. Cứ sử dụng hai tay, chúng ta nhéo từ từ lại. Nhéo lại, nhéo lại. Không nhất thiết là phải đều đâu các bạn. Tại vì cái này chúng ta nằm ở bên dưới, chả ai thấy nó đâu. Rồi, ta sẽ đưa nó vào đây. Cho nó nằm ở trên đây. Cho nó nằm tương đương với gần lú một cái ngọn ra, khoảng bao nhiêu đây, như đây, tức là nó sẽ thừa một cái ngọn một tí xíu thôi, nhưng mà nó sẽ trên cái hoa nha, đừng bao giờ để dưới hoa, nó sẽ không đẹp. Tâm để thử dưới hoa cho các bạn coi nha. Đó, nhìn sẽ không thấy tờ giấy đâu nữa, nó mất đẹp đi. Thì mình sẽ đưa nó cao lên, cao hơn cái hoa nhưng mà thấp hơn cái râu trắng trắng đó đó. Rồi đây sẽ là một cái miếng đầu tiên của bó hoa của mình.
tác dụng của cái xếp gấp này nè là để cho nó cứng đó các bạn. Thay vì á chúng ta cuộn lại không cũng được nữa, nhưng mà do cái chiều dài một số trong trường hợp chúng ta bó những cái bó hoa mà nó to hơn đó thì giấy chúng ta sẽ đưa xa lên nữa thì nó rất rất dễ mà nó ngã ra về phía sau như vậy, hoặc là nó quặp quều á, tức là nó lòi vậy nè, nó sẽ không đẹp nữa. Vậy thì mình sẽ cố định nó bằng cách là tạo một cái viền cứng như vậy. Còn nếu không tạo viền như vậy thì chúng ta cứ sử dụng một cái nẹp cây nhỏ rồi chúng ta đưa băng keo người ta dán vào thôi. Có rất nhiều cách để làm các bạn, giống như Tâm trình bày lúc nãy vậy đó. Trong cắm hoa có rất nhiều cách để làm chứ không phải riêng một cách này đâu không nha. Thì các bạn cứ sáng tạo mà làm thôi. Ở đây thì Tâm trình bày cho các bạn tham khảo, coi các bạn thích cái gì, học được cái gì thì học, chứ không nhất thiết là phải theo Tâm đâu. Thật ra có rất nhiều cách làm nhanh hơn và đẹp hơn, nhưng Tâm thích cách làm này và hiện tại Tâm đang muốn trình bày cho toàn thể quý vị và các bạn coi cách làm này, chứ không phải chỉ có một cách làm này duy nhất. Mà làm bất cứ việc gì cũng vậy, chúng ta nên có nhiều phương án làm, và các phương án đó ở đâu? Ở trong đầu chúng ta. Chúng ta phải biết sáng tạo. Còn các bạn mà làm theo Tâm á, thì các bạn đã đi sau Tâm rồi. Các bạn không phải là người sáng tạo nữa, mà các bạn là người đi sau người khác. Mặc dù các bạn làm đẹp đó, nhưng các bạn mãi mãi vẫn là người đi sau người khác thôi. Chỉ có cái óc sáng tạo mới đưa mình lên, mới đưa mình lên vượt bậc hơn những người khác. Một số bạn á, có hỏi Tâm á, là làm sao cắm hoa hay là trang điểm đẹp, ví dụ vậy, hay là muốn cái gì làm đẹp cũng vậy. Thì các bạn phải biết sáng tạo, các bạn mới làm đẹp được. Còn các bạn chỉ học người khác thôi thì các bạn mãi mãi là một cái chiếc bóng đi sau lưng của người khác, chứ không thể nào. Mặc dù chúng ta cũng có thể làm hay là giống như một cái người mình đã từng học làm, thậm chí là có thể đẹp hơn cái người đó nữa, ví dụ vậy. Nhưng mãi những cái đó người ta đã làm rồi rồi, mình là người đi sau rồi, nó không còn giá trị nữa. Bằng một cái gì đó chúng ta sáng tạo mới. Cho nên Tâm khuyên các bạn, ở đây Tâm chỉ hướng dẫn và trình bày cho các bạn theo dạng mở. Thì các bạn khi làm gì đó, các bạn được quyền chấm phá thêm, sáng tạo thêm, theo cặp mắt thẩm mỹ của các bạn, của mỗi người nha. Tại vì mỗi người có một quan niệm vẻ đẹp khác nhau. Đối với Tâm thì cái dạng như vậy thì Tâm thích là Tâm đẹp. Nhưng cũng có thể một số bạn cho như vậy là chưa đẹp. Các bạn cũng đừng nên đánh giá một cái gì đó gọi là xấu nha. Đối với chỗ Tâm thì không có đánh giá một cái gì xấu cả, chỉ có đẹp và chưa đẹp thôi, chứ không có xấu. Bỏ chữ xấu qua đi. Đừng bây giờ đừng bây giờ nói xấu, người khác nghe dễ tự ái lắm. Các bạn thử tưởng tượng mà các bạn làm một cái gì đó mà người khác chê các bạn là các bạn làm xấu, các bạn buồn đó, các bạn nản chí đó. Thì các bạn hãy làm cái gì các bạn cũng nên đặt tâm trạng của mình vào người khác. Thì đó là lý do tại sao Tâm khuyên các bạn đừng bao giờ nói chuyện xấu cả. Thay vì nó chưa đẹp, thì mình có nhiều cách để diễn tả mà. Cái này nó gần đẹp rồi, hoặc là tí xíu nữa là sẽ đẹp, hoặc là nó chưa đủ đẹp, hoặc là nó chưa được đẹp lắm. Chứ đừng bao giờ sử dụng từ xấu nha các bạn. Rồi, rồi thay vì, rồi Tâm sẽ luôn tiếp tục sử dụng bằng băng keo xanh hồi nãy luôn. Ở đây Tâm có một đoạn băng keo thừa ha, không bỏ gì hết. Tâm sẽ quấn nó vào. Đây là cố định thôi, chừng 1-2 vòng thôi, không cần nhiều, để chúng ta dễ làm. Đây là Tâm trình bày cho các bạn đó. Nhưng mà đối với Tâm thì Tâm không cần phải cố định những cái này đâu. Thật ra Tâm quen tay rồi, Tâm có thể bó luôn 4-5 cái rồi tính Tâm mới bắt đầu cột được. Nhưng mà đây Tâm hướng dẫn cho các bạn, cho số lượng mà coi cái video của Tâm á, thì có nhiều người mới bắt đầu biết cắm, có nhiều người không biết cắm, không biết làm, có nhiều người là thợ của một cái cửa hàng chính nào đó, ví dụ vậy. Thì có đa dạng cái người xem khác nhau, thì cho phép Tâm ở đây Tâm sẽ mỗi cái Tâm sẽ trình bày thì cái dạng gọi là chi tiết nhất cho các bạn dễ thấy, dễ nhận biết hơn nhé. Rồi đây xong rồi, phần tiếp theo của mình thì Tâm sẽ sử dụng tờ giấy màu cá đơn giản như vậy thôi.
Rồi, đối với tờ giấy này cũng có thể cắt ra cũng được. À, trong trường hợp ít thời gian chúng ta xếp nó lại như vậy cũng được, tùy theo các bạn. Cắt ra làm đôi cũng được, cắt ra làm tư cũng được. À, không quan trọng lắm đâu. À, quan trọng là lúc chúng ta đưa lên thì chúng ta biết như thế nào là cho nó vừa phải đó. Thì ở đây Tâm không cắt ra để tiết kiệm thời gian nữa. Nãy giờ mình tốn quá nhiều giờ rồi, hình như là sắp hết lưu lượng rồi các bạn ơi. Nãy giờ quay hơi bị lâu đó, vẫn còn tiếng 3-4 phút. Tâm đã xếp lại theo cái chiều như vậy, chừa ra các góc nhọn nha. Một cái tờ giấy hình vuông như vậy chúng ta sẽ xếp đôi lại. Đây Tâm làm lại cho các bạn coi nha. Đây. Rồi ở đây có một cái phần mà nó bị ố ố vàng nè, các bạn thấy không? Rồi chúng ta sẽ chè nó ở bên dưới. Đừng bao giờ đưa cái xấu lên trên nha. Cái gì xấu thì chúng ta sẽ cho nó nằm ở bên dưới hết. Rồi. Rồi chúng ta sẽ đưa nó vào. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu gấp thêm một lần nữa. Rồi, tiếp tục gấp một lần nữa. Đưa ra phía trước. Cái cầm dụi dụi giống có xếp mấy bài chưa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa nó lên. Chút xíu chúng ta sẽ định hình tờ giấy này lại sao nhé. Tạm thời thì chúng nó sẽ thành như vậy. Rồi chúng ta sẽ cố định nó lại bằng băng keo xanh. Năm trăm đó. Nước anh đâu rồi, nấu nướng rồi. Cái con chó à. Trong trường hợp ở đây thì bó hoa chúng ta sẽ giao cho khách liền trong buổi chiều tối ngày hôm nay, cho nên Tâm không có sử dụng bọc, cái bọc ni lông ở trong đây phủ nước để cho nó tươi lâu. Còn nếu mà bó hoa mà chúng ta vận chuyển đi xa hoặc là giao buổi sáng mà buổi chiều tối người ta mới sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng cái bịch ni lông để bọc cái chân hoa này lại, và có thể chúng ta sẽ bỏ bông gòn vào trong đó để cho nó dưỡng nước, giống như là có thể là xốp cũng được đó, để cho nó tươi, bông của mình nó sẽ tươi lâu hơn. Còn cái phần hoa của chúng ta cắm làm trong buổi chiều ngày hôm nay á thì nó sẽ sử dụng liền, cho nên Tâm không sử dụng bọc ni lông và hạn chế sử dụng nước, nó rất là ẩm ướt. Cái quan trọng mà chúng ta trước khi bó hoa thì chúng ta nên cắm hoa nó vào cái nước để cho nó tươi rồi chúng ta mới bắt đầu sử dụng nha các bạn. Lúc nào cũng vậy, trong cắm hoa cũng vậy mà trong bó hoa cũng vậy nha. Rồi.
À, hồi nãy chúng ta còn phân nửa tờ giấy này, chúng ta sẽ sử dụng luôn nha. Chồng kiếm vợ. Đi. Tuyệt chứ bộ nó, chứ bỏ tờ. Rung chân hơn vẫn. Gì bất cập vậy? Gì vậy? Rồi, đối với cái phần cuối cùng, Tâm sẽ không sử dụng băng keo nữa mà sử dụng bằng kẽm nha. Cái kẽm thì có cái gì? Kìm. Kìm. Lấy chổi mà không lấy kia rồi lấy gì mà không? Lấy ra đường. Rồi lấy kẽm là tao cắt lấy tay cắt. Thôi khỏi đi. Lấy miệng cắn luôn. Bữa mấy cái răng cắn nữa. Lỡ leo cao rồi. Rồi chúng ta sẽ vừa gạch vừa kéo nha. Vậy. Khỏi đi được rồi. Lấy kéo cắt luôn. Đây là cái lớp cuối cùng rất là quan trọng nha các bạn. Cho nên chúng ta phải làm nó chặt. Nếu không mà khách hàng chúng ta vừa cầm lên nó rớt lọt đọt là thôi rồi. Dù có đẹp cỡ nào đi nữa thì chúng ta hãy lưu ý cái vấn đề chắc trước cái đã. Giống như trong trang điểm như đó, Tâm cũng hướng dẫn cho các bạn học viên á, là bây giờ trước khi nó đẹp thì nó đều trước cái đã. Không đều thì đừng bao giờ đẹp. Phải không ạ? Phải đều trước rồi chúng ta mới tính tới cái đẹp. Với một số bạn á, cứ trang điểm xong rồi cái biểu Tâm lại á, dập. Lại Tâm coi đi, Tâm nhận xét đi. Cái Tâm nói là ở đây Tâm chưa có đòi hỏi là cần làm đẹp, bây giờ Tâm chỉ yêu cầu là làm đều thôi. Nhưng mà các bạn là chưa có đều mà các bạn. Mà các bạn làm sao mà đẹp được? Kéo gì bén điên vậy? Không có kìm các bạn ơi. Tôi sử dụng tay luôn, nhưng mà quan trọng kéo. Lúc kéo á, Tâm đã chéo dây qua rồi, cho nên nó không có trượt bớt cái phần dây của Tâm qua. Cũng lợi dụng quá thôi. Và cái phần kẽm này nè, kẽm thừa nè, Tâm không dẹp nó đi, mà Tâm đưa nó lên để làm phần hỗ trợ cho cái tờ giấy của mình. Như vậy. Rồi, riêng cái phần ở phía dưới này thì chắc chắn là mình sẽ không chừa như vậy đâu nhé. Ở đây còn một miếng giấy trắng, đó là phần cố tình của Tâm. Thay vì cắt bỏ phần này, Tâm xếp nó lại thôi, cắt làm chi. Sử dụng súng bắn keo. Rồi, xịt vô đây. Súng bắn keo là đảm bảo
không có gì lòi ra hết nha các bạn. Dán nó vào thôi. Rồi. Không cần nhiều quá đâu. Chỉ cần dán ngay điểm cố định của chúng ta thôi, không cần phải dán hết nữa nha. Cái bó hoa của mình sẽ là cái nơ, giống như trang điểm làm tóc xong chúng ta cài phụ kiện như đó, thì cái nơ này cũng có tác dụng như vậy, làm cho cái tác phẩm của mình nó trở nên lộng lẫy hơn, lung linh hơn, nó có giá trị hơn, nhìn nó trở nên hấp dẫn hơn, nó có cái độ lấp lánh hơn, như là trơn tru như vậy các bạn. Thì bây giờ có rất nhiều cách để làm nơ. Bây giờ Tâm sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách làm nơ dạng trái phân nửa hình cầu, dạng tương tự giống như vậy đó. Trong khai trương rồi đó, bên Trung Quốc, bên châu Á của mình, nó thường thường các bạn thường cắt dây đỏ đó các bạn. Thì ở đây cái nơ của mình nó có dạng giống như vậy đó. Thì ở đây Tâm sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lấy một bàn tay, tức là cái đoạn này khoảng 15 cm ha. Chúng ta bắt đầu gập lại. Một đoạn khoảng 15 cm chúng ta bắt đầu gập lại. Rồi tiếp tục từ cái điểm gập này nè, chúng ta sẽ gập thêm một đoạn tương tự như vậy đối lại. Cũng một đoạn khoảng 15 cm đối lại luôn nha. Tay chúng ta sẽ giữ cái điểm ở chính giữa. Rồi, cứ như vậy thì chúng ta sẽ làm cuốn thứ hai như vậy. Và cuốn thứ hai này chúng ta lưu ý là cho nó ngắn hơn cái cuốn thứ nhất này. Tức là 14 khúc đầu. Cái cuốn đầu là 15, cuốn sau là 14. Tâm ví dụ vậy nhé. Nhưng mà ở đây Tâm không có đo cụ thể. Ý Tâm muốn nói là cái lọn 2 nó sẽ ngắn hơn cái lọn thứ nhất. Đây. Rồi, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ quấn một lọn thứ ba ngắn hơn lọn thứ hai. Tức là 14, bây giờ còn lại 13 các bạn. Tay chúng ta vẫn giữ điểm xuống giữa cố định lại nhé. Rồi chúng ta sẽ cắt về chiều một cái râu như vậy. Tiếp sau đó chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái râu nữa. Thường thường râu thì phải hai cái hết các bạn. Để một bên nó sẽ bị chinh đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gập đôi cái phần chúng ta vừa làm hồi nãy bằng cái điểm cố định chính giữa chúng ta giữ lại đó. Rồi, gập đôi lại. Vậy. Nó sẽ tạo ra một cái 6 cuốn như vậy. Thì Tâm bắt đầu sử dụng kéo cắt hai điểm này. Trời ơi, kéo này nó tù quá các bạn, kéo cắt bông thì cắt giải không đứt. Mới cắt kẽm đứt mà. Cắt kẽm đứt mà cắt lại cái này thì nó đòi hỏi cái bén. Tức là cắt hai bên thôi nha, chừa lại cái đoạn chính giữa để chúng ta
cột nó lại đó. Xuống qua anh ơi. Xuống qua em. Đặt nhiều đứa đi các bạn. Đây, má. Đây. Cái nào mùa anh thẳng. Thay vì chúng ta sử dụng kẽm thì Tâm ở đây Tâm sử dụng cái cọc xương dẻo này luôn. Ở trong đây nó có kẽm nhưng mà ở bên ngoài nó có bọc màu trắng đó, nó sẽ tiệp với cái giấy của mình. Đó như vậy, mình sẽ lựa cọc như vậy. Rồi mình sẽ canh ngay cái điểm giữa mà chúng ta cắt hồi nãy nè. Rồi đưa lên thôi. Rồi sau đó chúng ta gỉ nó lên, cuốn lại. Quên chưa? Chưa có được. Rồi đây thêm mấy cọng sâu chuỗi cho nó bánh bèo. Các bạn nữ thích như vậy lắm các bạn ơi, các bạn nữ thích á, nó có cái dạng chuỗi chuỗi vậy nè, nhìn nó đáng yêu, nó dễ thương, nó lung linh á. Thì do mình trang trí thôi, có thể thay thế này bằng những cái sợi khác cũng được. Nhưng các bạn nên lưu ý là nên lựa chọn một tông màu, ví dụ như cái nơ chúng ta màu bạc, nên sử dụng cái hạt chuỗi màu bạc, chứ đừng bao giờ lấy cái hạt màu vàng đưa vô nhìn nó kỳ cục kẹo lắm nha các bạn. Rồi cái này do dài quá Tâm sẽ cắt bớt nha, mình chỉ cần lấy hai cọng thôi, đừng ấy nhiều quá lỗ à. Rồi chúng ta sẽ xoắn này lại. Rồi cái điểm mà cắt hồi nãy á thì nó sẽ chúng ta cột lại, nó sẽ tạo thành một cái chùm lại, thì chúng ta sẽ kéo nó lên như vậy đó. Đây, kéo nó lên thôi. Kéo nó lên như vậy. Rồi cái này dài quá hay Tâm cắt bớt lại nha các bạn. À cộng nơ chúng ta cũng chừa so le nha. Bó hoa chúng ta so le thì nơ cũng so le như vậy, tạo hiệu ứng đó. Nó sẽ cân bằng, nó dễ thương hơn là hai cộng đều nhau nha. Hai cộng đều nhau nhiều khi nó chặt lại như vậy đó, chúng ta sẽ không thấy được hai cộng, bị mất tác dụng của cái cộng thứ hai đi. Thì thay vì đó chúng ta sẽ làm một cộng ngắn cộng dài để như vậy vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chập hai cái đầu này lại nhé, chập hai cái đầu của hai cái nơ lại, rồi chúng ta sẽ tiếp tục lẻ đôi lại. Rồi sử dụng kéo cắt ở giữa, cắt lên nha để tạo hai góc nhọn hai bên. Sao nó ngưng nãy giờ? Quay tiếp, nãy giờ có quay. Dạ. Quay tiếp đi. Nó hấp dẫn quá cho nên là... Quay tiếp. Lẹ. Trễ. Sắp rồi. Sao tự động nó ngưng vậy? Không có đâu, nãy mới coi thì luôn còn mới 7 phút giờ. Rồi, bây giờ đưa cái nơ này vào thôi. Cái tự động nó ngưng rồi sao vậy? Sắp đầy á anh, sắp đầy á. Còn 1 phút à.
Còn quay được 11 phút đó. Nị là ai vậy nị? Rồi vô siêu thị đi, đi. Con cưng đó là sao? Vô siêu thị rồi, rồi nhân viên của nó là sao? Trời ơi. Mở cốp xe lên về đấy, chuẩn mẹ đi. Tự chồng cũng chạy. Vô siêu thị đi ông nội. Rồi, để cho cái nơ của mình á nó chắc ăn hơn. Ờ đi, nó không có bị dây tay. Sẵn xuống bánh keo chúng ta chấm một hai hộp ở đây. Mình giữ cho nó chặt hơn. Vậy dán những cái cánh mà nó rời rợt á. Cảm động không? Thôi ta đi đây. Đi nội nè. Để đi. Thôi. Mà các bạn coi thử nha. Riêng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xử lý những cái giấy giống như nãy mình nói đó. Đó mình sẽ xếp nó lại thôi. Vừa xếp vừa dọn xong đi cho nó. Ta cuộn lại như vậy để tạo một cái hiệu ứng gọi là nguyên khối đó các bạn, tạo cái hiệu ứng á nó đầy đặn hơn cho cái tác phẩm của mình thôi, không nhất thiết là phải cuộn đâu, bạn nào thích thì cuộn ha, còn theo tâm thì bạn thích thì không cuộn thôi. À, mẹ cái bông không đẹp nó trái đu đủ. Cái tác phẩm nó đu đủ như cái comment vậy đó. Cái đu đủ nó nổi. Lát ơn comment gì em ơi. Mình lên mà comment giống vậy tôi report mày liền. Không để nó xin sờ mà nãy nở thêm. Rồi chúng ta tạo hiệu ứng nha. Giống như một cái hoa hồng thì nó dạng giống như vậy thôi. Nhưng mà tùy theo các bạn thích thì làm, không thích thì thôi. Đâu có ai bắt buộc mình phải làm như vậy đâu, phải không ạ? Tâm thích như vậy thì Tâm sẽ làm, còn các bạn nhiều thích. Thích thì làm. Mười phút nữa chung mừng sẽ bị chia nổ. Ăn kịp mà. Kịp nữa là cuối. Còn có 6 phút nữa mà. Không mày. Thôi đi má, thôi đi má. Rồi các bạn ơi, tác phẩm chúng ta đã tương đối là hoàn thành được
98% rồi. Các bạn biết còn 2% nữa là gì không ạ? Bây giờ cho phép Sĩ Tâm xin được chỉ cho các bạn một số bí quyết để cho bó hoa của mình nó trở nên lung linh hơn trong mắt mọi người, cho nó trở nên giá trị hơn nha. Rồi bây giờ Tâm sẽ đặt nó xuống đây. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm cho nó bằng những viên đá pha lê như vậy. À, ở đây Tâm có chuẩn bị rất nhiều các đá khác nhau, nhưng mình cũng phải biết lựa chọn cái đá như thế nào cho nó phù hợp. Mình nên lựa chọn màu trắng cho nó phù hợp, nó phù hợp với cái hạt dây xoan chuỗi cũng như cái nơ của mình. Chứ bây giờ mà mình đưa cái hộp màu hồng vô như vậy thì Tâm thấy nó không có ăn nhập vào đâu, phải không ạ? Chắc chắn là cái gì chúng ta cũng phải biết lựa chọn, phải không? Rồi, và nếu mà trong trường hợp mà khách hàng chúng ta đặt một cái bó hoa cao cấp, mắc tiền, thì chúng ta sẽ hỗ trợ thêm cho bó hoa bằng những cái phụ kiện tên tên như thế này. À, những cái này mua ở chỗ làm tóc cô dâu á, chỗ phụ kiện làm đầu cô dâu, đầu hoặc là ở Đại Quang Minh, Thương Xá Đại Quang Minh, hoặc là ở Tân Bình đều có bán. Các chỗ bán đồ phụ liệu trang điểm nè, ngành tóc, áo cưới, hầu như là các những cái này, các dạng dây đá này đều có bán hết các bạn. Thì tùy theo cái khách hàng của chúng ta đặt một cái bó hoa, một cái giỏ hoa hay là một cái bó hoa cưới gì đó mà nó cao cấp mắc tiền, thì những cái thứ này mới là cái mắc tiền đây. Nhiều khi một cái sợi dây như vậy có giá khoảng 200.000 rồi các bạn. Cho nên khi mà cái lẵng hoa của chúng ta mà đạt tới cái ngưỡng mà cao cấp, mà chúng ta còn có thể có cái lợi nhuận á, thì chúng ta nên bổ sung thêm những cái này cho nó trở nên nó xứng đáng hơn với cái số tiền mà khách hàng đã bỏ ra. Thì ở đây Tâm ví dụ thôi, chút xíu Tâm sẽ lấy nó ra chứ Tâm không có để cho khách đâu nha. Rồi. Rồi, bây giờ Tâm sẽ để giả bộ vô thử, để giả bộ nghe. Rồi. Đó, mình cũng có thể để vô đây. Tùy theo mình bố trí thôi các bạn. Khi để mấy hạt đá vô mình cảm thấy nó lung linh liền không? Có giá trị nâng lên liền đó. Như vậy. Thấy không ạ? Đó. Thái chừng vào đất hoành tráng quá đó, 1-2-3 cộng đó thôi là đủ rồi, đừng nhiều quá thì nó không còn là bó hoa nữa mà là bó đá rồi nhé. Đó là Tâm ví dụ thôi, như vậy nó lấp lánh, nó sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người nha. Rồi bây giờ Tâm sẽ không lấy cái này ra nha, tại vì bó hoa này Tâm chỉ để vào cho các bạn coi để trang trí thôi, trong trường hợp cái bó hoa mình cao cấp, chứ cái này bỏ vô lỗ. Rồi bây giờ mình chỉ sử dụng những cái này là đủ rồi, mấy cái này là đủ nhiều rồi các bạn ơi. Những cái này cũng lung linh nè, những cái này là những cái hạt kết áo đấy, kết áo cưới hay những gì vậy? Những cái hạt đá vậy, thì mình sẽ bổ sung thêm một số vào đây để tạo gây cái hiệu ứng. Và thường thường một bó hoa như vậy nè, thì bình thường thấy ai để ý thì nó sẽ cảm thấy nó đẹp, và ai không thích thì thôi, thích hoa tươi không cũng được. Nhưng Tâm muốn gây sự chú ý cho người khác đến bó hoa của mình đó, thì tức là đưa cái bó hoa ra thì sẽ thu hút ánh nhìn của người khác liền bằng những cái hạt đá long lanh như thế này. Thì Tâm sử dụng súng bắn keo, chấm một ít keo. Rồi. Không đưa nó vào hoa nha các bạn, tại vì súng bắn keo chúng ta rất là nóng, đưa vào hoa sẽ héo liền, mà chúng ta sẽ đưa vào những cái xương dẻo mà chúng ta trang trí lúc nãy đó. Đó, đưa vào đó. Rồi bổ sung thêm mấy có lớn có nhỏ ha. Hết dùng lượng Tâm ơi. Không sao đâu, cứ quay chừng nào tới đâu tới. Bây giờ chúng ta
sẽ bổ sung thêm mà. Bằng lại thắng một vô chút anh cu đen. Đây nghe có một chàng ép. Em qua cái nữa nha. Lần cuối rồi. Thấy cây keo á. Cái cây keo mới này ơi. Rồi, ngoài đá ra chúng ta cũng có thể thế bằng hạt trai và là điểm thêm một số hạt trai giả cũng rất là dễ thương. Nói chung các bạn nào thích thì làm ha, còn các bạn nào không thích rườm gà, thích hoa thì khỏi em mê gia đình đó. Bữa em mê Hàn Quốc muốn nâng giá trị của bó hoa mình lên đó, tăng cái hút ánh nhìn đó, thì chúng ta nên cho điểm thêm một số thôi, cũng không cần nhiều lắm đâu. Đồ nó nóng. Trời ơi, bắn ra xì khối luôn cơ. Nóng lắm. Trời ơi. Chảy luôn. Xỉu. Chảy rồi. Chảy khô rồi. Ủa rớt mẹ nó rồi. Rồi, điểm cho các bạn coi thôi nha, chứ không phải là cố tình điểm chi cho nó nhiều quá chừng đây. Cái nào xỉu thì đưa nó lên. Coi chỗ nào trống thì đưa cái nó lên. Cái đó là cặp đó, cặp đó, anh cô đi. Phải đủ cặp điểm mới được. Đủ cặp luôn á. Coi dùng ý á. Bà hiểu rồi đó, bà hiểu rồi đó. Quầy vậy má. Bà này bà hiểu rồi nè. Bà được khai sáng rồi đó. Cũng giống như cắm hoa vậy đó. À, điểm thì chúng ta cũng phải cố gắng cho nó cân đối nha. Bên kia có thì bên đây cũng nên có. Có đồ, có lứa, có cặp. Lọc chỏ. Thà không có ha. Còn có thì cũng phải cố gắng cho nó cân đối nha. Rồi. Xong rồi đó các bạn. Bây giờ còn một cái thứ nhỏ nhỏ nữa. Đó là... kim tuyến đâu. Do cái phần hoa chúng ta bằng giấy á, cho nên chúng ta xịt ít nước thôi các bạn. Xịt phủ ở trên thôi. Mà cái quan trọng là trước khi cắm hoa đó, chúng ta nên ngâm cho hoa thật tươi tỉnh rồi mới sử dụng cắm hoa. Cái sau cùng đó là gì? Tiêu, nấu ăn xong rồi chúng ta phải rắc tiêu lên. Rắc vừa phải thôi, rắc nhiều quá toàn là thấy kim tuyến không, không thấy hoa đâu luôn. Và rắc cũng phải từ xa nha, cho nó đều ra. Rồi, tác phẩm của mình đã xong rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ quay review cái kết quả cuối cùng nha. Đây là tác phẩm của mình các bạn ơi. Trầm bó hoa như vậy chúng ta có thể tặng cho đại biểu nè, tặng cho sinh nhật nè, rồi tặng cho người yêu của mình nè, rồi nhân dịp Noel nữa cũng có thể tặng cho mom, cho mother của mình, cho mẹ của mình cũng được luôn. Rồi khai trương gì, bất cứ cái nhân dịp gì, tại vì cái tông màu của chúng ta là tông màu đỏ, giống như tao nói ngay từ đầu đó, thì châu Á mình rất là chuộng màu đỏ các bạn. Màu đỏ là may mắn đó. Thì bó hoa này sử dụng trong rất nhiều trường hợp, ngoại trừ hoa cưới thôi. Bó hoa này không sử dụng thành hoa cưới được, tại vì nó rất là bự, rất là to, không thích hợp để cầm hoa cưới. Mà bó hoa này có thể tặng nhân dịp sinh nhật nè, giống như tôi nói. Rồi khai trương cũng có thể tặng được, tặng cho khách mời của mình, tặng cho đại biểu cũng được luôn, hoặc là các người đẹp, hoặc là cho nhà tài trợ, hoặc là chúng ta tặng cho người yêu của mình. Hồi nãy tôi có nói đó, nói chung là sử dụng ứng dụng rất là đa năng. Đây là bó hoa dạng một mặt nha các bạn, một mặt nha, còn mặt phía sau là giấy. Phần sau Tâm sẽ, nếu có dịp Tâm sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bó hoa dạng tròn. Dạng tròn là chúng ta sẽ thấy được đa chiều,
tức là bó hoa này chúng ta chỉ thấy một mặt phía trước, nhưng mà chúng ta làm dạng hình cầu. Thì các bạn nên hiểu cái hiệu ứng 3D là gì thì chúng ta mới cắm hoa đẹp nha. Tức là khi chúng ta cắm hoa thì chúng ta tưởng tượng hoa chúng ta sẽ nổi lên một bề mặt như thế này, thành một cái khối nổi như vậy. Thì chúng ta nhìn ở một cái góc độ từ ở đây xéo vào thì nó vẫn đẹp các bạn. Rồi, nhìn trực diện thẳng vào bó hoa nó vẫn đẹp. Nhìn một góc nghiêng như thế này vẫn đẹp, tức là nhìn ở ba chiều bó hoa mình đều đẹp. Ở trên xuống vẫn đẹp, ở dưới nhìn lên nhìn bó hoa vẫn đẹp luôn. Nhưng phía sau có đẹp không? Đẹp. Vẫn đẹp bình thường, có gì đâu. Có sao, mặc dù không thấy hoa nhưng do cái khả năng gấp giấy của chúng ta đó vẫn có cái tính thẩm mỹ nữa, cho nên chúng ta cũng phải lưu ý trong cái vấn đề gấp giấy nha. Đây, đây là tác phẩm của mình sau khi hoàn thành. Đây là cái phần cuộn giấy. Cái phần cuộn giấy này nè, nó sẽ là tạo cái hiệu ứng nó dày ngay chỗ này nè, là một cái khối làm cho mình nó cảm tưởng là nó nổi lên, nó đầy đặn hơn. Còn bạn nào không thích cuộn thì cứ để cho nó nhọn nhọn so le cũng được. Còn bạn nào thích cuộn cuộn xếp xếp cũng được. Rồi bạn nào thích xịt keo lên đây là xịt kim tuyến cho nó có viền ở đây cũng được. Nói chung có rất nhiều cách khác nhau để trang trí cho bó hoa. Cái quan trọng vẫn là cái khúc đầu đó, đó là cái cốt lõi của mình, đó là cái phần kết cái hoa nè, nó quyết định. Nếu mà cái hoa chúng ta không đẹp thì giấy đồ nó chúng ta gói có đẹp cách mấy đi nữa thì bó hoa nó cũng không đẹp. Vậy cái phần quan trọng nhất vẫn là gì? Vẫn là cái phần hoa ở bên trong, phải không ạ? Vậy thì chúng ta nên lưu ý thật là chú tâm nhiều, dành nhiều thời gian cho cái phần mà kết hoa ở bên trong đó. Còn cái phần giấy ở ngoài này thì chỉ là phần phụ thôi. Cũng không nhất thiết là phải gói giấy như vậy, cũng có thể là một màu giấy cũng được, cũng không nhất thiết là phải xếp, cũng không nhất thiết là phải hình so le cũng được. Chỉ cần hình những chữ nhật chúng ta đưa vào thôi cũng đẹp, hoặc chúng ta cắt thành những tam giác chúng ta nối lại thì nó vẫn ra cách phối giấy đẹp các bạn. Nói chung là không có bắt buộc, thì do cái cặp mắt, cái tính thẩm mỹ, cái sự yêu thích của mỗi người thì các bạn muốn làm gì làm thôi. Duyên Tâm thì Tâm thích như vậy, Tâm cảm thấy nó đẹp. Còn các bạn thì sao? Cảm thấy bó hoa này nó có đẹp không ạ? Vui lòng comment ở bên dưới. Vui lòng comment ở bên dưới. Like và share video nếu cảm thấy video này hữu ích nha các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong buổi cắm hoa lần sau. Bye bye. We'll be right back.